Xin chào, chào các bạn, mình là Thanh đến từ Dũng Mori và ngày hôm nay đồng hành với mình trong clip này đó là một thành viên cũng là đến từ Dũng Mori. Và nếu như với những bạn nào mà đã luyện ôn N2 trong kỳ thi JLPT tháng 12 vừa rồi, chắc hẳn các bạn đã không còn xa lạ gì với gương mặt này đúng không nào? Xin chào các bạn, mình là Nghĩa và sở thích của mình là quay TikTok. Em điệu thế hả em? Xin chào các bạn, mình là Nghĩa. Trời đất. Vì sao hôm nay mình lại mời Nghĩa quay clip cùng với mình? Thì đó là bởi vì hôm nay mình sẽ định làm một việc khá là tốn sức mọi người ạ. Không biết là trong số các bạn có ai có thói quen đúc lợn không? Hay là không hẳn là đúc lợn mà là cất tiền. Đấy. Thì hôm nay nhân dịp một ngày đầu năm thì mình cũng rất là muốn xem là trong năm vừa qua mình đã tiết kiệm được bao nhiêu là những cái đồng tiền xu á, để xem là có bao nhiêu để mấy hôm nữa mang ra ngân hàng đổi. Và rất nhiều. Mình tin chắc rằng là trong số các bạn cũng có nhiều người cũng từng có một lần thắc mắc không biết là cái số tiền mà các bạn tích cóp được, những cái đồng 1 yên, 5 yên, 10 yên á, là bao nhiêu tiền đúng không? Chính vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử đếm nhá. Ok, các bạn hãy nhìn đây. Em ôi, chỉ nhìn đồng 100 yên này này. Đây, đồng 100 yên này. Để riêng ra, mai còn đi chợ. Mấy đồng 100 yên này em ơi? Đây này, đây này, đây nữa. Đấy, giữ ra. Ui, 500 yên rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thao tác đếm tiền nha em nha. Đây, một chồng 30 yên. Ôi trời. Nhưng mà ngồi đếm không phải chán nhỉ? Có cái gì hay không? Chia sẻ mọi người không? À, chị biết rồi. Hôm trước nhìn thấy trên TikTok của em có dạy mọi người mấy cái cách gì nhỉ? Gọi tên Các thương hiệu trong tiếng Nhật mà thường các bạn hay bị đọc sai á. Trong tiếng Nhật á, những cái thương hiệu nổi tiếng mà nói trong tiếng Nhật, ví dụ như là người Việt mình hay nhầm nhất là YouTube. Nhưng mà tiếng Nhật phát âm gì em? YouTube. YouTuber ấy sẽ đọc là gì? YouTuber. YouTuber. Google đọc là Google. Facebook. Máy điều hòa Mitsubishi. Nó không phải là Mitsubishi mà đọc là Mitsubishi. Người Việt hay nói là Eon ấy, nhưng mà thực ra trong tiếng Nhật nó là Eon. Ở gần nhà mình cháu chiếc Eon ấy. Vâng. Nhà mình có đôi ký hotel Uniqlo. Đọc đúng thương hiệu của nó là Uniqlo. Không biết có được 1 sen nhỉ? 1 sen. Ôi, ui, 100 yên. À đây. Thực ra là vì mình và Nghĩa đã quá mệt, thế nên là mình phải nhờ thêm một trợ lý đang ở bên ngoài xếp tiền cùng với chúng mình đúng không ạ? Ok, bây giờ tiếp theo đến đồng 5 yên và 10 yên đi. Bây giờ sẽ là đến đồng 10 yên. Sao em làm rơi đây? Xong. Mọi người ơi, các bạn có nhìn thấy không? Bây giờ mình sẽ tổng kết xem là
có bao nhiêu đồng yên nhá. Em đếm cho chị xem là có bao nhiêu một yên, một chồng một yên đi. 726 yên. Bây đếm đồng 5 yên đi. Vừa nãy bao nhiêu? 726 nhỉ? Cộng 726. 1 trên 2. 66. Như vậy là đống này với cả đống này 1 trên 266 về đồng 1 yên nhá. 2 trên 06 2060 cộng 3 trên 3. Nhiều hơn mình tưởng chứ nhỉ. Ồ, trời ơi. 3 trên 3 đấy mọi người, 3 trên 3. 3 trên cộng với chưa tính những cái đồng như này nữa. Thế nên là mình thấy rằng những cái bọc tiền mà các bạn đang có trong nhà ấy cũng xứng đáng là để chúng ta mang ra ngân hàng đổ, chứ các bạn đừng có vứt bỏ đi nhá, phí lắm. Riêng mình thấy có mỗi tí tẹo của mình thôi mà đã được tận hơn 3 sen rồi. Ok. Và mệt rồi. À, mệt quá. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nhá. Bye bye. Bye bye.